Hello, chào anh em câu cá. Đây mình quay cái video này, khách mời để mở cái máy câu này là con dưới nha. Mình muốn mở ra cho anh em coi, nhiều cái dòng máy này nó hơi rắc rối tí xíu, là nó xài con dưới nha. Con dưới nó khó, nó mở khó hơn cái con trên nha. Cái máy này là của hãng Yepco nha, Yepco. Máy này là dòng máy nhỏ thôi nha, chứ không máy lớn nha. Máy này khoảng 2.000 tới 2.500 thôi, khoảng khoảng đó. Máy này là thương hiệu máy cũ nha. Máy này là máy cũ à, máy này được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc đó, của hãng Yepco. Rồi muốn quay mở cái khách mở vô dầu mỡ đó, với lại chùi cái máy này cho anh em coi. Cái máy này là nó chỉ dặn thôi nha, nè cái máy này nó chỉ dặn thôi, nó chứ nó không có cái đầu con bên này mà mở khóa đầu con tóc bổ á, là chỉ dặn thôi nè, đó nó dặn như nè, nó dặn ra nè, con dặn vô là dặn về đây nha. Đó, nó dặn cái cốt nó cục lắm, con bên nè nó dặn bằng con ốc lần nha. Muốn quay cái video này cho nhiều anh em mà xài những cái dòng máy này á, thì mình biết đường cách mà mình xử lý nó. Máy này thì nó không có khó gì đâu, nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà con cái nó khó là khó cái con dưới này nè, cái con dưới này khó lắm nha, chứ không có dễ đâu. Nên mình bắt đầu mình phải mở cái ốc này ra, nó hơi cứng nha, dòng máy cũ mà. Nhiều người thì câu thì câu, nhưng mà đa phần cái ít thời gian mà để mình mở rồi đó, mình để lâu ngày nó xét nè, những cái ốc này là nó xét ha, nè cái này nè nó xét hết. Mình muốn mở tất cả dòng máy cũ ra đó để cho anh em coi, để mà nhiều lúc cái anh em cần á, nha cái gì mình phải xử lý nó như thế nào. Dặn ra dặn vô, dặn vòng vòng nó cũng ra nha, nó bị xét nè ha, dặn mạnh chứ, dặn tới dặn lui nó ra hơi cứng nha. Dặn vô dặn ra cho nó trơn cái này đi, cho mình dễ mở nó ra. Rồi, nó hơi khó nha. Thôi mình làm đi, bắt đầu mình mở mấy con ốc này nè, bắt đầu mình mở ba con ốc này ra, nó xài ba con nha. Đó. Dặn nhẹ nhàng, đa phần những cái dòng máy này á là nó xài bằng nhựa không à. Anh em muốn dặn đầu dẹp cũng được, mà đầu nào cũng được nha. Nay dặn thử đầu dẹp coi. Nhiều cái máy này thấy nó vậy đó, nhưng mà có cái mình mở ra đó mình quên gắn vô, chứ không phải là gì, nó bự tí xíu đổi cái đầu khác. Quay video để chia sẻ anh em coi cho vui, chứ nhiều lúc cái anh em xài đồ mới á, thì nó mắc tiền tí xíu, mà xài đồ cũ á, thì nó đỡ tiền. Nhưng mà mình phải chịu mở ra thường xuyên để mình vệ sinh nó. Máy nào cũng phải mở mấy ốc ngang này hết.
cái mở ốc nó hơi mất thời gian tí xíu, anh em thông cảm nha. Tại vì nhiều lúc mình cũng muốn nhanh lắm mà có cái mình không có rành về mấy cái chỉnh sửa video thôi nha, mình chỉ quay sao mình để vậy thôi. Còn anh em nào mà rành về chỉnh sửa video mốt hướng dẫn cho tôi giùm tí xíu, mình phải đo ốc nha, để nhiều cái lúc cái mấy con ốc này á có thể là ốc dài hoặc là cục hơn ngắn hơn nha, nó bằng nữa, nó cái dòng máy này nè nó cũng xét rồi sao, nó xét lắm mình á, thấy nó vậy chứ thiệt sự nó khó mở lắm nha, khó sử dụng lắm, nó xét thì giờ mình phải về kiếm được mình dặn nó ra, mình không dặn ra ra rồi cũng được thôi, nhưng mà sợ nó xét. Đó. Giờ chỗ này á, cái máy này là nó cũ rồi, nó làm hồi theo cái cách cũ á, nó khác ở chỗ này nè, mặt đạn nhựa nha, mặt đạn nó bằng nhựa, nó rút con cốt này ra nè, cốt này nè, đa phần cái con dưới này á là anh em muốn mở nó ra thì cũng là dễ, nhưng hạn chế mở thì cũng được không sao. Đó, mình rút lên như này nha, đó, mình rút nè, đó, mình rút nhẹ lên thôi, chứ mình không cần phải làm nhiều đâu, cái tại vì cái này nó còn sạch mà đúng không? Nó rất là sạch, nó mình hạ xuống thì mình bỏ vô thôi. Đó, nó xài cái gì cũng mình không không rõ, nhưng mà mình thấy cái này là thấy nó hơi rối. Đó, mình phải lộn nó lại nha, mình phải gỡ nó ra, lát mình gắn nó lại y chang như chỗ đó lại, mình để ý mình mở ra thì mình sẽ để ý nó, để ý nó tí xíu tại nó nè, nó dở lên thấy không? Đó. mấy cái dòng này thì nó cái con dưới thì đa phần nó phải có cái chốt gài, cái chốt gài nằm ở đây xuống là gài chỗ này thôi đó, còn chỗ này á thì mình muốn mở nó ra cũng được nha, dặn cái này ra, còn mình không muốn mở nó ra thì mình chỉ chùi dầu thôi, giật nó ra thôi, nó xét là sao đó, giờ mình châm chút xíu dầu cho nó, nhiều cái xét này á thì mình kỹ xíu á, mình lấy dầu mình chùi nó, chùi trơn nó đi thì nó sẽ không có xét đâu nha, nó xài cũng ngon lắm. Mình dầu nè, mình chùi nè, chùi chơi vậy lắm ha, chứ không cần làm gì đâu. Đó, mình chùi thôi, nó mới mà tại nó rỉ ten đó. Tí xíu không có sao đâu, tại vì cái mấy cái này nó bằng sắt mà mình không có còn sao hết trơn, nhưng mà anh em kỹ á, kỹ thì lấy cái này á, lấy dầu ngâm ngâm nó đi, dặn nó ra nha, dặn dặn bình thường, giật nó ra là dặn, tại nó hơi cứng mà. Đó, nó nằm như là nó hơi đổi tí xíu. Đó, cái này cái xịt dầu vô cái nó trơn à, cứ dầu vô thôi, dầu nhẹ 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 vô nó trơn thôi. Đó, mình dầu mình lắc nó, mình dầu mình lắc 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 tới lắc lui lắc đều đều nó. Còn cái này á, thì mình lấy tờ giấy nhỏ đó mình bỏ vô đây nè, lỗ này nè, mình lấy cây tăm hay cái gì cũng được, quấy nhẹ vô đây thôi. Rồi cái dòng máy này á thì chủ yếu là cái con ở dưới thì mình vệ sinh sao cho ở dưới này á, nó mượt mà thì được rồi, chứ không có cần là phải ấy đâu nha. Đó, mình rút nhẹ ra,
Rồi mình châm vô đây chút xíu dầu nữa nha, tí xíu thôi. Rồi mình châm vô đây chút xíu dầu. Còn mấy cái xét này á, thì mình châm mỡ bò vô với dầu vô thì nó không có xét nữa, nó giảm chất xét đi. Mấy cái dòng máy này thì nó rất là đơn giản, nhưng mà thấy đơn giản vậy mà khi mình mở hết ra thì nó rối lắm. Đó, rồi mình muốn mở ra mình giật mấy cái này lên, giật hết mấy cái này lên là mình lấy nó ra thôi, nhưng mà mình chỉ nhóm thôi chứ không có chứ ấy nha. Đó, mình nhóm nhẹ thôi nha. Đó, mình nhóm ngay vậy thôi nè, cho nó hở ra đó, để cho nó trơn, chứ mình không cần mà mở ra hết cái này đâu. Tại đó. Bây giờ mình mở ra hết là phơm, mình lau xong cái cối này rồi, mình lau cái cốt này rồi, bây giờ tới mình chùi cái này. À, chỗ này là chùi sơ sơ thôi nha, là mỡ bò nữa thấy không, cái mỡ bò của nó khô rồi thôi, chứ mình không có cần mà phải lau nhiều đâu nha. Mấy cái dòng này thì mình không cần lau nhiều, còn chỗ này mình cho nó chút xíu dầu vào chỗ cái bánh này nè cho nó trơn thôi. Đó, mình cho nó chút xíu dầu vào chỗ này nè, rồi quay nó, quay nó thôi chứ không có cần mà làm gì nha. Là chỗ này mình để yên nguyên luôn nha, mình cho chút xíu dầu vô cái bánh này nè, cái bạc đạn mũ của nó nè, nó xe bạc đạn nhựa nha. Đó, cái này là tư thế mình úp vô nè, mình phải bỏ vô chút xíu mỡ bò nha, mình bỏ mỡ bò vô để mà cho nó cái bánh răng nó thì có mỡ bò thì nó im. Nhớ là đừng châm nhiều, cái dòng máy này không có châm nhiều, máy ngang thì nhiều, còn máy này không có cần nhiều đâu. À, anh em cứ cầm như vậy nè, anh em quay vòng đó, xoay nhẹ thôi. Ở đây cho chút xíu nó lùa vô nè, vậy là được rồi. Đó, ở đây cho vô tí xíu nha, nó vẫn y nguyên vậy chứ không có thay đổi gì chừng. Đó, rồi bây giờ mình đập ngược lại, mình bỏ nó vô nha, bỏ vô chỗ này. Nhưng mà trước khi bỏ đó, trước khi bỏ phải cho vô đây chút xíu mỡ bò nè, cho nó rút vô cái bánh răng này. Đó, mình cho vô đây chút xíu, mình quay nữa nha, mình quay nhẹ thôi nha, cho nó rút mỡ bò vô. À, đây nó chưa còn tí xíu nữa nè, thì mình cho tí xíu nữa. Rồi, ở đây mình cho chút xíu mỡ bò luôn. Đây cái bánh này nè. Rồi. Nhiều cái máy nó làm khác nha, nó làm rời rời ở ngoài vậy đó, lắc rời. Mình phải xoay vòng vòng nó cho nó vô cái đã. Đó, rồi mình xoay nó lên. Nó nằm như tư thế vậy nè. Đó, mình đẩy nó xuống. Đẩy nó vô. Cái này phải làm từ từ chứ không có làm gấp được. Rồi mình xay nó nha, mình xay đẩy cái này vô. Đó, nó vô rồi đó, mới gắn cái này vô. Đó, nó nằm như vậy đó nha, cái cây này nó phải lên trên rồi thấy không, nó gài vô cái nút này. Đó, mình quay nó, đó nó kêu rồi đó thấy không, đó nó lúc lắc vậy nè. Xong rồi mình mới bỏ cái này vô, mình bỏ cái này vô xong rồi mình mới cho nó trơn mỡ bò, bằng mỡ bò nha. Đó, anh em thấy không, nó đơn giản vậy nhưng mà nó cũng hơi khó chứ không phải dễ. Thấy vậy chứ nó không phải vậy đâu, nhiều cái máy á, mình mở ra mình phải để ý, mình phải để ý nó như thế nào. Đó, chứ không phải là tự nhiên cái mình mở ra cái mình gắn vô là được đâu. Thấy vậy chứ nó cũng khó lắm. Đó, rồi bây giờ mình phải dặn con ốc này lên liền. Tại vì sao? Khi mà mình để hở cái bánh răng nhỏ đó, nó đẩy cái cục mà gài á vô cái vòng quay á, nó sẽ xúc ra.
nó xúc ra là nó cái máy này mình thì nó không có tác dụng, mình phải mở thành nữa thêm một lần nữa, mình cố gắng vô lại làm nhiều lần vậy á, nó rắc rối lắm, nó mệt cho anh em chứ không phải là gì, nó mất thời gian nữa. Rồi nhiều khi quay á, nó, cái đó nó xúc rồi mình quay không để ý, nó chạch rồi nó sẽ hư cái bánh răng, rồi bỏ luôn cái máy câu cá đốn tiền. Cái này là tôi hướng dẫn về cái dòng máy cũ nha, không phải máy mới nha. Máy cũ thì mình mới sửa chữa, mình mới vô mở bò, mình mới châm dầu cho nó mượt, còn máy mới mua về thì đâu cần đâu, mình cứ vậy mình câu. Nhưng mà máy cũ nhiều anh em đỡ tốn tiền, nó là vậy đó. Cái gì nó cũng phải có cái sự tốn tiền đó, mình dặn nhẹ thôi, vừa tới thôi nha, tại cái bao tay này nó hay trơn á, mình làm như vậy thôi đó. Rồi nó bắt đầu cái mình giật cái cối này lên, nó hơi cứng đó, mình giật cái cối này lên. Tới bây giờ làm cái cối, bây giờ mình sẽ lấy giấy ướt á, mình thấm mình chùi nó nha, mình chùi nó đi, rồi lấy giấy khô mình lau lại cho nó sạch, tại cho nó trơn cái chỗ này nè, chỗ này nó xét nè. Mình châm chút xíu dầu nha, một giọt thôi, nó không cần nhiều đâu nha, máy này thì không cần nhiều dầu đâu. Thế ở trên này nó có vấn đề, mình phải mở nó ra. Không, không sao đâu, cái này mình để xử lý nó sao đi. Đó, bây giờ cái khóa của nó bị cứng phải không, nó có cái cọng sắt khóa trong á. Rồi bây giờ mình tới cái này, cái này mình lấy giấy ướt mình chùi nữa. Ten này thì không sao đâu, còn anh em nào muốn thì lấy dầu á, rửa ngâm trà nữa, lấy nhám nha trà cũng được nha. Còn mình lấy cái đồ như dẹp dẹp thì mình cào nó cũng ra nữa nha. Đó, nó ra hết nha. Cái này thì nó không có sao, cái này thì nó bình thường đó, máy nào thì để lâu ngày thì nó cũng vậy chứ. Mình chùi nó đi, mình chùi sơ nó lên sạch đó, rồi mình bỏ vô cái này nè, cái này của nó nè, nắp này đó, thấy không, vô này. Nhưng mà trước mắt mình phải dặn vô cái này cái nè, mình bỏ vô chút xíu mà bò chỗ này cho nó trơn à. Rồi mình châm vô tí xíu dầu chỗ này nè, cho chỗ này nè tí xíu dầu thôi nha, chẳng có ngược nó lên à. Rồi mình mấy cái đất nhỏ nhỏ này nè, mình không cần mở nó đâu, mình không cần mở nhiều đâu, mình chỉ quẹt quẹt nó thôi. Mình đè nó xuống, dầu nè, bó bò nè, mình lấy cây nhỏ nhỏ, cái tăm xỉa găng hay cái gì cũng được nha, mình quẹt nó xuống. Anh em muốn bỏ mỡ bò nhiều cũng được nữa. Đây rồi, bây giờ mình gắn vô hết, gắn tay quay vô phải không, cho mình đẩy cái này vô. Máy cũ phải chịu thôi. Nào mình để xác vô đây, để xác luôn nha, để xác vô đây. Rồi mình cho con ốc này vô nha, mình muốn để cối đứng cũng được và cối gì cũng được hết trơn nha, miễn sâu gắn vô ốc được rồi. Đó, nó hơi dơ chút xíu này, xong rồi anh em chùi xà bông lại là nó ngon đây. Đó rồi, chùi lại nha, chùi lên nó sạch lên nha. Này đa phần mỡ bò lèm quá,
ta dọn bớt cái này cái đã. Nè, mượt nè, thấy không? Rất là mượt nha. Đó, quay một vòng là nó quay vu vu luôn. Đó, nè, lắc một cái nè, quay nè, thấy chưa? Nãy là quay không được luôn, thấy chưa? Máy cũ mà quay vậy là tốt lắm rồi. Đó, đó anh em thấy chưa? Máy cũ mà quay như vậy là nãy rít trong này, rít như này, nó gì đó. Đó, giờ mình lắc một cái nè, thấy không? Nè, lấy tay lắc nhẹ nè, nó quay nhiều vòng lắm nha, nó rất là mượt nha. À, máy này là máy dép cù. Xin chào anh em. Quay video cho mọi người coi cho vui. Anh em câu cá coi vô, ai mà gặp cái dòng máy này á thì mở thì dễ, nhưng mà nó khó mấy cái chỗ cái đuôi chuột đó nha. Mình phải làm thật sạch, châm dầu vô cho nó trơn, anh em mình đi lau mở bò lại sạch thôi. Đó, vậy đó, mình lau xà bông lại, chùi xà bông lên là tốt thôi. Đó nè, quá tốt luôn. Đó, đó, xong rồi vậy là có cái máy câu thôi. Dọn bớt này cho nó sạch sạch nhé. Chúc anh em vui vẻ nha. Anh em nhớ ủng hộ kênh cho mình. Đó, vậy là có cái máy câu rồi nè, máy nhỏ thôi nha, máy đuôi chuột con dưới á. Anh em nhớ đăng ký kênh cho mình với like, rồi nhiều cái video sẽ quay đưa lên cho anh em coi. Nhiều người gặp mấy cái dòng, rất là nhiều cái dòng máy đuôi chuột này nha. Cái đuôi chuột nào nó cũng giống nhau chứ, giống y chang luôn, nhưng mà chỉ khác có một cái là ở chỗ là mấy cái ron này nè, nó khác mấy cái ron thôi nha. Rồi quay video để nhiều anh em câu cá mà gặp những cái dòng máy này đó thì mình hiểu được cái khoen nó gắn sao, cái bộ khoen nó gắn ở trong này, cái gài cái đuôi này nó cũng khó lắm nha. Nhiều người cái dòng máy thì nó không có cái khoen nhiều, mà cái dòng máy này thì khoen rất là nhiều nha, khoen với lại cái miếng ron rất là nhiều. Để nhiều anh em mà gặp cái dòng máy này á thì có cách xử lý nha. Xin chào mọi người, chúc anh em câu cá vui vẻ, các bạn vui vẻ. Anh chị em nhớ ủng hộ kênh cho mình nha. Kênh gì mà ế quá trời ế luôn à. Kênh gì mà có 20 mấy người đăng ký à. Mình làm sao cho cái kênh đó có nhiều người, nhiều anh em coi thì mình chia sẻ với nhau, mà nhiều cái video mình đưa lên kênh là ế nhẹ luôn, không có 20 mấy người đăng ký. Anh em giúp mình chia sẻ nha, để có được cái kênh, để cái động lực để quay video với anh em với các bạn coi. Nhiều người thấy cái vậy chứ mấy cái dòng máy cũ này nó lợi hại lắm á, mình phải cần cái thao tác nó như thế nào. Thấy dễ gì nhớ, thật sự nó không dễ đâu nha. Mình cùng nhau mình chia sẻ với nhau, mình đóng góp để tôi còn học nhiều cái hay lắm của các bạn, nhiều cái dòng máy tôi chưa gặp nữa. Anh chị em vui vẻ coi video ủng hộ kênh cho mình nha. Kênh gì mà ế quá trời ế luôn à. Nhiều khi làm mấy chục cái máy mà thấy ế quá ế. Xin chào mọi người, xin chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Nhớ ủng hộ kênh thì chia sẻ lại kênh, đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều.